một người làm rất nhiều việc bất thiện, họ vẫn ung dung tự tại, khiến những người thấy sự việc rất bất bình, không tin vào nhân quả và đặt câu hỏi vì sao nhiều người làm điều ác lại vẫn có tiền tài chức vị. Đó chính là phước báo đời trước của họ quá lớn. Đời này dù có làm nhiều điều bất thiện vẫn còn dư phước, nhưng cái phước ấy đã bị tổn giảm. Ngược lại, người làm rất nhiều việc tốt nhưng vẫn không lìa được khổ đau, chính là do nghiệp quả đời trước quá sâu nặng. Đời này hành thiện tích phước, tuy có giảm nghiệp nhưng không đủ xoay chuyển. Quả phước đời này được định trong sinh thần bát tự. Từ thọ mạng, tiền tài, trí tuệ có được là từ đời trước, không thần Phật nào có thể cho ta. Tam phước ấy có thể tăng, có thể giảm. Có thể giảm hay tăng từ trung vận. Tu pháp bố thí, mọi nghiệp quả có thể xoay chuyển, tự mình định đoạt số mệnh thông qua đoạn ác hành thiện. Chư vị đã từng đọc sách Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ thông đạt ý niệm hành thiện tích phước. Bản thân Khải Toàn đã dùng chính pháp môn ấy, chính pháp môn bố thí ấy phần nào chuyển hóa được vận mệnh. Liễu là đoạn, là kết thúc. Phàm là phàm phu, liễu phàm là đoạn những gì phàm phu, tứ huấn là bốn điều căn dạy. Có hôm qua, hôm nay, ngày mai, sẽ có kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Nhân quả không chỉ luân chuyển ba đời, luân chuyển cả vô lượng kiếp. Phương Tây họ dùng thuật thôi miên để biết được tiền kiếp. Điều này cách đây gần 3.000 năm Đức Phật đã thuyết giảng. Nhân quả ba đời, nhân quả báo ứng nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào nghiệp lực. Con người bị âm dương chi phối, khó thoát khỏi những số mệnh. Tuy nhiên, người biết buông xuống vọng tưởng, lìa chấp tướng, không dễ dàng để âm dương chi phối. Lìa chấp ngã là xả bỏ cái tôi, không còn tôi, không còn nghiệp, nghiệp hết phước đến. Chỉ cần chư vị tinh tấn thiền định, tâm định sẽ thấy được chân tướng sự việc. Trong thiền có câu, thế không nên dùng tận, người không nên yêu hết. Khi chư vị dành hết tâm tư tình cảm vào một việc hay một đối tượng nào đó, chính là sự đầu tư rủi ro lớn. Nói theo thế gian, chẳng ai dạy mang hết trứng bỏ vào một giỏ. Tâm từ bi chưa sanh, chỉ nên dành một nửa cho pháp thế gian. Dù người đó có là con cái hay vợ chồng, nên giữ lại cho mình một nửa tâm tư, để còn là chính mình khi sự việc không như mong cầu. Làm được như thế hẳn chưa bị ngộ ra, nghiệp quả mỗi người lại khác nhau. Mỗi người mỗi phước duyên, chưa bị không thể chuyển nghiệp giúp người khác. Pháp sư Tịnh Không có dạy, hãy khuyến thiện trong khả năng, giúp đỡ người trong điều kiện có thể khi duyên sinh, nhưng không nên chấp vào việc giúp người, người đó sẽ hoàn toàn thay đổi. Họ không thể thay đổi theo sự giúp đỡ của mình. Bồ Tát còn không can thiệp, không can thiệp họ, vì sao ta lại can thiệp? Giả dụ chư vị cho con cái ăn ngon, ăn no, ăn ngon, ngủ ấm, cho chúng học trường tốt, áp chúng vào chuẩn mực của xã hội hiện nay. Xã hội đề ra điều gì, các vị áp theo điều đó. Mục tiêu sau này chúng sẽ thật là người thật thành đạt. Điều này không có gì phải bàn, nhưng việc sau đó không xảy ra như dự liệu. Những chư vị có tâm định, không phiền não vì con cái, vì những điều trên. Ngược lại, những vị phiền não vì chúng không như mong muốn, phải chăng đã dành hết tâm tư vào một vai diễn trong kiếp nhân sinh này? Cơ bản, một người diễn rất nhiều vai trong suốt cuộc đời. Người mê dành trọn tâm lực vào một vở. Đời người nào khác gì những khán giả đang ngồi trong một sân khấu kịch, đưa mắt dõi theo những vở kịch. Sau bao sóng gió, khi đã hiểu được cuộc đời như một sàn diễn, chúng ta tự nhiên sẽ đặt ra một câu hỏi: làm thế nào để thoát khỏi vở diễn ấy? Chỉ cần chư vị làm khán giả, làm khán giả nhiều hơn làm diễn viên, không chấp vào ai đúng ai sai, tự khắc không dễ dàng bị lôi kéo lên sân khấu, không dành trọn tâm tư của mình vào một vai, tức đã dựng được đạo trung dung.
Hàng xóm xung đột, bạn chen vào. Đồng nghiệp xung đột, bạn cũng chen vào. Vợ chồng con cái xung đột, bạn lại chen vào. Bạn tự mình xông pha vào nơi đang hỗn loạn, tự cho mình vai diễn trong vở kịch của người khác. Tâm trạng nhận lại sau đó là gì? Tự bạn nhớ và ngẫm lại xem, có phải là những phiền não đầy tiêu cực, chẳng lợi lộc cho ai? Trong bất kỳ cuộc xung đột nào mà bạn tham dự, người bạn bên vực họ không nhớ lâu. Người bạn không đồng tình, họ ghim hành động ấy trong lòng của họ, tự dưng lại rước họa vào thân. Thế là lần sau bạn về chừng, đứng xa xa làm khán giả để tránh bị văn miễn vào người. Chư vị chịu khó ngồi xuống thiền định, quán xét lại những việc Khải Toàn vừa nêu, tự cho mình câu trả lời thỏa đáng. Con người đau khổ bởi cái tâm phân biệt. Nếu bạn nói với ai đó bạn rất nghèo, cái nghèo ấy là bạn tự cho bạn, cho rằng như thế chính là nghèo. Giống như một người tự cảm thấy tức giận khi nghe lời thị phi, dù lời thị phi không ám chỉ chính họ. Bạn cho rằng bản thân mình rất nghèo, bản thân mình rất khổ, kỳ thực bản thân nó là không tính. Nói cách khác là tánh không trong nhà Phật. Chỉ vì bạn tự cho nó làm tổn thương là đau khổ. Hiểu được những điều này, bạn đã bắt đầu tiếp cận được với giáo pháp của Đức Phật. Nếu bạn biện luận mình thật sự rất thảm, thật sự rất khổ, số mệnh của mình là vô cùng kém, thì bạn có thể xem lại quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Số mệnh là có, nhưng tự ta có thể tu dưỡng để thay đổi. Khổ đau thực sự của con người là gì? Có phải chính là sự sợ hãi? Sợ hôm qua, sợ ngày mai, càng có nhiều lại càng sợ. Khi còn trẻ chúng ta chẳng sợ gì, làm biết bao nhiêu điều nguy hiểm. Đến khi trưởng thành có công việc, sợ mất việc. Có gia đình, sợ mất gia đình. Thấy người sống, nay mai chết mai, thì lại càng sợ chết. Nỗi sợ xâm chiếm hết tâm trí, không có nỗi phút giây an tịnh. Phải chăng người lấy càng nhiều thì có càng ít? Đạo Trung Dung là cân bằng âm dương, âm thịnh thì dương suy và ngược lại. Tâm trí quá nhiều lo âu, chất chứa đầy oán giận là mất cân bằng âm dương. Đối với người mới bắt đầu học Phật, khi mới hành thiền, tâm trí sẽ bị sự chi phối của tạp niệm, của hai kẻ thù gây nên. Đó chính là quá khứ và tương lai. Bản thân con người vốn dễ rơi vào vọng tưởng. Làm sao mới có thể thấu đạt cảnh giới tự tại? Làm sao để khai ngộ? Chỉ cần bạn có thể chém đứt quá khứ, đoạn trừ tương lai là có thể vươn đến cảnh giới tự tại, tự mình khai ngộ và hiểu rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Khi chúng ta tĩnh lặng hành thiền, tư duy về một sự việc bất kỳ, thì sự việc ấy chính là sự mỗi hiện của những kinh nghiệm được tích tụ trong quá khứ. Chúng ta thường luôn dựa vào kinh nghiệm của quá khứ để phán đoán sự việc, nhưng kỳ thực bản thân sự việc lại không hề nói với chúng ta rằng chúng tốt hay xấu. Tất cả đều được quyết định bởi kinh nghiệm trong quá khứ của chính chúng ta, chính từ tâm vọng tưởng mà sinh nên. Những kinh nghiệm này lừa dối chúng ta, khiến chúng ta đau khổ. Vốn dĩ không có tốt, không có xấu. Việc chúng ta học được là kiến thức, rồi dùng nhận thức để phân biệt, dùng tâm phân biệt để ứng phó. Chính những loại kiến thức này lường gạt chúng ta, khiến chúng ta đau khổ. Dùng kiến thức tốt thì được xem là tri thức, nhưng để có trí tuệ cần phải tu tập, cần phải trải qua nhiều đau khổ và giác ngộ, nhận ra chân tướng sự việc. Giả dụ xưa kia nghĩ có tiền sẽ hạnh phúc, sau khi dốc hết tâm sức vào vai diễn, tôi sẽ là người giàu có, chợt nhận ra còn rất nhiều khác để hạnh phúc. Thậm chí khi nằm trên giường bệnh, còn thở còn ăn được một buổi ngon cũng đã là hạnh phúc. Đó chính là sự giác ngộ của trí tuệ. Người mới tập hành thiền sẽ bị ma chướng ngăn ngại. Con ma này từ bên trong, không phải từ bên ngoài. Càng không thể thông qua một hai buổi ngồi thiền để được minh tâm kiến tánh.
cái tâm của người mới tập hành thiền là cái tâm chứa đầy vọng tưởng, chứa những kinh nghiệm trong quá khứ. Chúng sẽ không ngừng nổi hiện trong tâm trí, quấy nhiễu chúng ta, khiến chúng ta mất đi sự thanh tịnh trong giây phút hiện tại. Thiền vốn dĩ là tìm lại giây phút thanh tịnh ngay thời khắc hiện tại, không phải hôm qua cũng chẳng phải ngày mai. Vốn dĩ hành động tọa thiền trong thời khắc hiện tại là hành động thật sự an tĩnh. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi dùng những kinh nghiệm trong quá khứ, dùng những ý niệm không vui trong quá khứ, thì sự an tĩnh này không còn ở hiện tại, lập tức biến mất, hoàn toàn chúng ta không được an tĩnh. Nghĩ đến quá khứ là đã mất đi hiện tại. Một vị gia chủ chia sẻ với Khải Toàn: thật ra em rất đắn đo, không biết có nên nhắn tin xin thầy giúp không ạ. Nay sự thật với em đang rất khủng hoảng, em muốn xin phép để nhắn hỏi thầy. Em có duyên được biết đến thầy thông qua một người bạn. Người bạn ấy rất trân trọng thầy và em hoàn toàn tin tưởng bạn ấy. Em đã trao gửi hết niềm tin nơi bạn ấy, mà đổi lại gần như bị họ lừa gạt. Giờ đây dẫn đến gia đình mình, con cái mình rơi vào cơn nguy khó. Em mong thầy hoan hỷ cho em lời khuyên. Quả thực trường hợp này ứng với câu thế không nên dùng tận, người không nên yêu hết. Khi cô ấy đã dành hết tâm tư tình cảm của mình vào người bạn kia, Khải Toàn hồi đáp: niềm tin là thứ mong manh nhất, dễ có cũng dễ mất. Người lừa ta làm ta đau khổ, đa phần là ta nợ họ, không chỉ ở đời này mà ở cả đời khác. Khi bị lừa, do ta cả tin, do ta mong cầu, tất thảy đều do ta. Giả dụ cho người khác vay mượn tiền thì ta mong họ, họ trả lại. Khi giúp đỡ ai đó, mong họ biết ơn. Chính vì những mong cầu này khiến tâm trí ta hụt hẫng khi không thuận ý. Vì bất cứ lý do gì, nếu dành thời gian để đòi lại công bằng, chẳng khác nào tiêu hủy thời gian của hiện tại, không thể nào an tĩnh. Mệnh của chị có cái nhân khó nhọc, sống ở đâu, sống với ai, dù thế nào cũng sẽ xảy ra những điều như thế. Nếu mình nhận ra điều ấy sớm, biết hồi tâm chuyển ý, sẽ đoạn mong cầu, giảm đi phiền não. Không thể nói hết những lời này qua văn tự, tự bản thân chị dành vài tháng hoặc nhiều hơn để thiền định tự có câu trả lời. Các bạn thấy đấy, bị lừa mất niềm tin, đánh mất sự an tĩnh, cứ mãi nghĩ về điều ấy chẳng khác nào chất chứa sự oán giận trong lòng, tự biến tâm trí mình thành thú dữ. Đã mất sự an tĩnh vì duyên sinh, giờ đây không đoạn được quá khứ là tự mình đánh mất sự an tĩnh của hiện tại. Thật là bất hạnh nếu để sự oán giận ấy trong lòng quá lâu, mang những nỗi bực dọc này đi vào công việc, trút lên cả gia đình của mình. Từ trường trong ngôi nhà đang sinh sống sẽ tràn đầy sát khí. Tần sống của người đầy oán giận tạo ra là gì? Là tần sống bất thiện, sẽ giao thoa với những người có cùng tần sống. Chẳng may thân thể lại suy nhược là cơ hội để linh giới trú ngụ. Vì vậy, khi chúng ta tu tập đến một giai đoạn nhất định, khi ngày ngày dành ít thời gian dưỡng tâm, không còn phân biệt bằng kiến thức trong quá khứ, dùng trí tuệ để cảm, chúng ta có thể quên đi những chuyện không vui của quá khứ. Chúng ta nhận thức sự việc trước kia dù tốt hay xấu chỉ là một duyên sinh giúp chúng ta giác ngộ. Sự việc dù tốt hay xấu chỉ là một người thầy. Tu thiền là gì? Tu thiền là tư duy tu, dùng tâm định tĩnh chỉnh sửa hành vi, tâm bình khí hòa. Thiền là sống trọn vẹn giây phút hiện tại, ngay chính giây phút mình đang sống, tìm ra chân tâm, lìa đi vọng tâm. Chân là thật, chân tâm là tâm gốc của con người, ví như câu nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tánh ban đầu khi sinh ra vốn thiện, hành thiền để khơi lại cái chân tâm này. Thiền là chém đứt quá khứ, đoạn ác tu thiện, xả ly phiền não. Chư vị tọa thiền đến khi nào không còn màng đến quá khứ là xả ly được phiền não. Thiền là bất khả tư nghị, không thể diễn đạt,
ví như uống nước nóng lạnh, tự mỗi người biết. Chư vị muốn biết cảm giác của định trong thiền như thế nào, chỉ việc ngồi xuống tĩnh tọa, hai tay bắt bảo nguyệt ấn, mắt nhắm, dõi theo hơi thở. Ăn chay cạo đầu đi chùa cúng bái không phải là tu, càng không phải bàn thờ to tượng Phật lớn hay cúng bái linh đình. Các pháp ấy đơn giản là các phương tiện độ tha. Có người nhìn vật bằng nhục nhãn, thông qua dải ánh sáng nhất định, xa hơn thì không thấy, quá gần cũng không rõ. Sau đó dùng tâm phân biệt. Cái tâm được dạy bởi kiến thức, học thức rất hữu hạn. Giả dụ bạn biết đọc thì đây là chữ phúc. Nếu bức tranh chữ phúc để ngược, họ bảo là không đúng. Người đã có kiến thức chơi chữ này bảo rằng phúc để ngược là phúc đáo, đồng nghĩa với lại phước quay về. Thiền định giúp chư vị có tuệ nhãn, tiêu trừ tâm phân biệt, nhìn sự việc từ chân tâm, không từ vọng tâm. Chân là cái tâm chánh giác, có công năng thật vi diệu, một ý khởi động muôn vàng cảnh giới. Khoa học tính được tốc độ ánh sáng tầm 300.000 km trên một giây, tương đương 1 tỷ km/giờ. Tuy nhiên, tốc độ của ý niệm còn nhanh hơn gấp vạn lần, lại không lệ thuộc vào vật chất. Khi chư vị dùng ý niệm khởi một ý thiện hay muốn đến một nơi nào đó, lập tức đến ngay. Khởi một ý thiện kết nối chư thiên, một ý khởi tận hư không khắp pháp giới. Trước khi sinh ra, ai là ta? Sau khi sinh ra, ta là ai? Vũ trụ này là một thể. Trong ta có tổ tiên, có những DNA của các loài sinh vật thực vật, giống như từng tế bào trong cơ thể, tuy khác nhau nhưng chúng là một thể. Một nơi đau thì cả người ta đau. Một người khởi ý bất thiện thì lan tỏa muôn giới sóng niệm bất thiện. Buông xuống tâm phân biệt, ta không là ta, ta là vô ngã. Còn ta tức còn đau, khi ta động niệm tay này không còn đau, lập tức chúng không đau. Chư vị vẫn thường xuyên đổi trạng thái này, thường xuyên đổi nhưng trong vô thức. Giả dụ đang rất đau, đau đầu hay đói bụng, nhưng khi nghe tin vợ hay chồng mình mua cho mình một món quà đắt tiền, cơn đau kia lập tức biến mất. Phải chăng cái đau lúc nãy là giả? Vô ngã trong nhà Phật là tánh không. Cái giả cái thật này cũng là tánh không. Hãy lấy một cái kim đâm vào da thịt và vô tình bị kim đâm. Hai cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Vô tình bị kim đâm vào là bị động, không có cảm giác sợ hãi. Chưa buông được xuống tất cả thì buông từng phần một. Một ý thiện chưa lan động khắp pháp giới vẫn có thể lan tỏa trong chính ngôi nhà chư vị, trong chính ngôi nhà mình sinh sống. Khởi vạn ý thiện chuyển hóa ngôi nhà thành mảnh đất phước. Vì vậy buông xuống chấp ngã, ta không là ta, khởi một ý thiện sẽ dễ dàng bắt được từng sóng chư thiên. Sóng tâm chư vị lúc này sẽ lan động khắp pháp giới. Tu là sửa, là đoạn ác tu thiện, tích phước bội đức theo lời dạy của Đức Phật. Ngài hướng dẫn 84.000 pháp môn tu dưỡng tâm tánh. Ngài chính là một người thầy dạy học. Chính bản thân chư vị chí tâm sám hối, ngày ngày dụng các pháp môn ấy trong đời sống hàng ngày. Giả dụ vui vẻ gật đầu chào và cất tiếng cười với một người hàng xóm, đó là pháp bố thí. Bạn muốn giàu có, muốn phát tài, muốn mình được may mắn. Vì sao nhiều người lại có phước báo lớn? Phước báo từ đâu mà có, họa phúc từ đâu mà sinh? Đó chính là sự tu tập ở đời trước và những tạo tác trong đời này. Bạn có phước, bạn lại biết tu, phước sẽ bồi phước. Phước bạn mỏng thì càng phải tu tập để giảm nghiệp, vì nghiệp hết, phước mới đến. Tu để tỉnh thức, tu để đoạn trừ đau khổ, để bồi đắp phước huệ. Tu là lợi người lợi mình, hoàn toàn nghịch với ý niệm, tổn người lợi mình.
tổn hại người khác là tổn giảm phước của chính mình, không có đạo lý này. Vì thế, lợi người sẽ lợi mình. Tu như thế nào, dùng phương pháp gì tùy vào lợi căn hạ căn mỗi người. Có người chỉ nghe pháp, không đọc kinh, không ngồi thiền. Có người chỉ ngồi thiền. Có người đọc kinh, tùy vào căn cơ và điều kiện. Càng không phải thông qua vài buổi ngồi thiền hay làm vài việc lành. Tu tập là một cuộc thi kéo co rất dài hơi. Đối trọng của ta là ma chướng. Ma chướng đầu tiên là ngũ ấm ma, năm con ma bên trong của chúng ta. Tu sửa tâm tánh, giảm tham, giảm sân si của năm thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Vì vậy, sự tu tập chú trọng về chất, không phải ở hình thức. Bạn tu đến khi nào có thể buông xả chấp ngã, mở lòng với chính mình, không than trời trách người, tùy thuận vào hoàn cảnh, tâm thân tự tại. Phải chăng hành thiền mang lại nhiều ánh sáng, thanh thản mà niềm tin lại gia tăng? Khi niềm tin gia tăng, sẽ thấy rõ cái gì gọi là nhân quả. Phải chăng nhân quả chính là những món nợ mà bạn đã vay, đã thiếu thiên hạ ở kiếp này hoặc ở kiếp trước? Vì vậy phải đối mặt với những đau khổ hay mất mát để trả những cái nợ trước kia mình đã gây nên. Mọi người sống trên thế gian này không thể trốn tránh khỏi nợ nhân quả. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể ngưng tụ và kéo dài liên tục khoảnh khắc không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chẳng nghĩ ác, chẳng nghĩ thiện này, chúng ta đã thực hiện được tâm không phân tướng, tức không cần phải trả những món nợ của nhân quả, vì căn bản không còn nhân quả để luận bàn tiếp theo. Ngay thời khắc ấy, chúng ta đã siêu vượt nhân quả, tức thân thành Phật. Người có tâm không phân biệt chẳng phải là Phật Bồ Tát. Đoạn được tâm không phân biệt nhưng vẫn còn vọng tưởng là đã cứu cánh khổ đau. Con người sống trên trần thế này không thể tránh được nghiệp lực. Nghiệp lực không chỉ là những phiền não mà còn là những niềm vui. Nghiệp hướng thượng hay nghiệp hướng hạ? Tất thảy những phiền não và niềm vui ấy chính là những sợi dây buộc chặt chúng ta, không dễ dàng để tách rời. Ví như trong câu chuyện chiếc gậy thép, người đàn ông mãi ôm vấn đề vào đầu. Vấn đề ấy chính là sợi dây nghiệp lực quấn chặt tâm trí anh ta. Chỉ khi nào nghĩ đến việc khác mới có thể thoát khỏi sợi dây kia. Chúng sanh ta tuy không thấy được sợi dây trói buộc phiền não, nhưng chúng sanh vẫn thường xuyên luôn cảm thấy mình lại phiền não, cảm thấy bản thân luôn bị bó buộc, cảm thấy không thể giải thoát. Chính vì còn tâm phân biệt. Còn tâm phân biệt là tự buộc tâm của mình vào quá nhiều sự vật, trong đó những tư duy, những cảm xúc hoàn toàn vô nghĩa chiếm một phần rất lớn trong tâm trí, luôn phân biệt và hỏi vì sao. Tu thiền là tư duy tu, những thời khắc hành thiền tự tâm tư duy, tự mình khai ngộ, lìa khổ đau. Người mới hành thiền sẽ bị vô vàn tập niệm xâm chiếm tâm trí. Sau một thời gian nhất định, tâm định trí sáng, không còn đi tìm câu trả lời làm sao lìa khổ, làm sao tăng phước nữa. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.